Vòng loại giải U21 quốc gia 2023 lộ diện nhiều gương mặt vào vòng chung kết. 10 trận đấu lượt thứ 3 vòng loại giải bóng đá U21 quốc gia năm 2023 vào chiều ngày 8 tháng 9 đã lộ diện nhiều đội bóng sẽ góp mặt ở vòng chung kết. Ở bảng A cả 3 trận đều tiếp tục trên lệch, trong đó cả Hà Nội lẫn Việt Theo đã giành thêm chiến thắng thứ 3 liên tiếp để cầm chắc 99% quyền góp mặt vào vòng chung kết. U21 Hà Nội gặp Phú Thọ đội dù đang có 3 điểm sau chiến thắng ngày đầu trước trung tâm thể thao Đào Hà, nhưng vẫn không thể xem là xứng tầm với đội đương kim vô địch. Sở hữu nhiều cái tên nổi bật như đội trưởng Ngô Đức Hoàng, tiền vệ cánh Nguyễn Anh Tú, tiền đạo Lê Chí Phong, hậu vệ Nguyễn Sĩ Đức, chưa kể tài năng của đội tuyển U23 Việt Nam, cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 năm 2022 Nguyễn Văn Trường, đội U21 Hà Nội đã dễ dàng giành thêm một chiến thắng nữa. Huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã đánh bại đối phương với tỷ số 6-0 để có 9 điểm sau 3 trận. 6 bàn thắng do Trung Thành, Trí Phong, Quang Duyệt, Đức Hoàng, Giản Tân và Văn Tuyến ghi. Tương tự U21 Việt Theo cũng không bỏ qua cơ hội lấy thêm 3 điểm trước đội bóng tân binh trung tâm thể thao Đào Hà. Dù cặp tấn công của đội U23 Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á là Đăng Dương Đá dự bị và Hữu Tuấn không có tên trong danh sách đăng ký, thầy trò huấn luyện viên Đặng Thanh Phương vẫn tiếp tục dội mưa bàn thắng với 7 bàn cách biệt, Phạm Văn Phong, Nguyễn Hoàng Khanh ghi mỗi người 2 bàn, Ngọc Tú, Tùng Dương và Đình Đức ghi 3 bàn còn lại. Coi như U21 Việt Theo sẽ cùng Hà Nội mở toang cánh cửa lọt vào vòng chung kết. Trong khi đó, PVF Công an Nhân dân sau thất bại ngày đầu trước Hà Nội phải đặt mục tiêu khiêm tốn hơn là nhắm xuất thứ 3 bảng A, để hy vọng có được một trong hai vé dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông chỉ cần 23 phút đầu đã thắng dễ 3-0 trước Luxury Hạ Long với các pha lập công của Phạm Văn Sơn, Nguyễn Sĩ Mạnh Dũng và Nguyễn Hải Nam. Nếu có ít nhất một điểm trước Việt theo ở lượt kế tiếp, cơ hội đi sâu của PVF Công an Nhân dân sẽ sáng sủa hơn. Tâm điểm chính là trận cầu nóng bỏng ở bảng B giữa Quảng Nam và Con Tum với tỷ số bất ngờ 4-1 cho đội bóng Tây Nguyên. Hoàng Minh tiến mở tỷ số cho Con Tum từ phút 14, sau đó Nguyễn Sĩ Đàn gỡ hòa cho Quảng Nam đầu hiệp 2. Nhưng trong 12 phút cuối trận, các học trò của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh chơi hay hơn hẳn tận dụng sai lầm của hàng thủ Quảng Nam để ghi một mạch ba bàn do công Hoàng Minh Tiến và cú đúc của Môi Sê. Với 5 bàn thắng sau 3 trận, Minh Tiến đang là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất vòng loại đến thời điểm này. Hai trận khác trong bảng B, U21 Đà Nẵng của bộ đôi giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng và người em huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Đức đã thắng Hoàng Anh Gia Lai còn quá trẻ với tỷ số 2-0, Lê Hồng Đức và Trần Nhật Đông ghi bàn. Tương tự, U21 Huế của cặp bài trùng Dương Công Quốc, Lê Văn Trương cũng không khó để vượt qua Quảng Ngãi với cách biệt 3-0. Nguyễn Đăng Khoa, Trần Văn Quang và Dương Anh Vũ ghi bàn thắng. Như vậy con Tum, 9 điểm, và Đà Nẵng, 7 điểm, đang nắm nhiều lợi thế để lọt vào vòng chung kết, còn Huế, 4 điểm, đang nhắm đến vé thứ 3 trong bảng. Tại bảng C trên sân Buôn Ma Thuột, Đồng Nai bất ngờ thua Tây Ninh 1-4. Sau hiệp đầu không bàn thắng, đội bóng của huấn luyện viên Hồ Thành Hào đã vươn lên dẫn trước sau bàn đá phản của Lê Văn Đạt, Đồng Nai. Sau đó lần lượt đặng Gia thiên, A Vũ và Phan Thanh Sang ghi 3 bàn nữa cho Tây Ninh, trong khi Cao Quốc Khánh chỉ gỡ lại một bàn từ chấm phạt đền. Trận còn lại, Khánh Hòa đang có phong độ tốt sau khi thắng trận ra quân trước Đồng Nai, đã vượt qua Gama Vĩnh Phúc đến 7-0. Đội trưởng Đỗ Trường Chân ghi hai bàn, các bàn còn lại do Đỗ Thanh Tài, Lê Phúc Nhật Duy, Huỳnh Thanh Tuấn, Nguyễn Minh Lợi và Trần Khánh Dũng. Ở bảng này, Khánh Hòa 6 điểm, Tây Ninh 4 điểm và chủ nhà Đắk Lắc 4 điểm sẽ tranh hai trong ba vé dự vòng chung kết. Ở bảng D trên sân Thành Long, đội Long An đã đặt chân đến vòng chung kết sau khi thắng ngược Cần Thơ 3-1. Phan Hồ Khải, Bùi Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Công tuyển ghi bàn, trước đó Trung Hiếu mở tỷ số cho Cần Thơ. Trong khi đó, Đồng Tháp sau hiệp một dẫn trước Tiền Giang 2-0 do đội trưởng Trần Long Hải sút xa và Nguyễn Minh Phương, nhưng cơn mưa lớn khiến mặt sân sũng nước, làm trận đấu phải hoãn lại hơn một tiếng. Sau khi mưa tạnh, ban tổ chức dự định đổi trận đấu sang sân 1, mở đèn cho thi đấu tiếp hiệp 2. Nhưng mặt sân một của Thành Long cũng không đảm bảo chuyên môn do vẫn ngập nước nên theo thống nhất của hai đội, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi quyết định rời trận đấu này tổ chức tiếp hiệp 2 vào 10 giờ ngày 9 tháng 9.